Dạ Nam Mô A Di Phật, kính thưa quý vị. Hôm nay là thứ bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023. Bây giờ là 4 giờ à, con chuẩn bị ra xe để dẫn đoàn Phật tử lên thăm sư phụ ở Tà Đồng. Thì cái chuyến này là cũng như là cái cuối năm năm Nhâm Dần rồi. Thì những Phật tử nào cũng như các ban ngành bảo vệ hay là những ban ngành khác chưa có được đi lên Tà Đồng thì nay là dắt dẫn đi con dẫn lên lên Tà Đồng để thăm sư phụ chúc Tết. Dạ Nam Mô A Di Phật. Góp hết chỗ rồi. Giờ cho bỏ anh xe kiếm chỗ đợi chứ có hết chỗ rồi. Có mất không vậy? Có rồi, chuẩn bị chạy nha. Kính thưa quý vị, bây giờ xe đang bắt đầu khởi hành ra khỏi chùa. Đây là chú Bền, tài xế lái xe. Xe ve lại để lấy đồ của cô này đưa đưa giùm cho thầy Quang. Cái này thôi phải không? À có máy tính này thôi hả? Rồi rồi, cảm ơn cô nha. Vậy thôi ha. Rồi chào con. Ủa mình để này xuống luôn hả? À? Ai nhận? Rồi lên đường đấy. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn 10 phút nữa đến điểm dừng chân đầu tiên là chùa Đăng Pháp ở Bình Phước của thầy Tâm Quang. Thì bây giờ á, lát nữa mình tranh thủ nha, xuống ăn sáng xong rồi khoảng chừng nhiều lắm là nửa tiếng rồi mình lên xe rồi đi lên lên trên chỗ sư phụ 2 tiếng nữa. Đúng ra lấy xe này 30 mà mình đi 25 chỗ mà giờ có 20 à. Lúc cuối thì có nhiều người bận không đi được thì duyên thể cái này là không phải là tự nhiên tổ chức đi. Tại vì khi mà con vô đội bảo vệ á, nghe mấy anh em đội bảo vệ nói là chưa được đi Tà Đùng thì nên mới bạch với sư phụ là cho đi Tà Đùng. Sư phụ cũng hoan hỷ. Thì tới khi mà đăng ký thì những ngày cận Tết như vậy là không ai rảnh để đi, mới có mấy bạn à. Rồi tiếp theo thì cũng nhắn trong nhóm bong bóng thì mọi người ai đi ai chưa đi đi mà đi rồi cũng đi được nữa, tại vì giờ xin xe 30 rồi, giờ cho xe 30 mình đi có 5 người sao được, thì phải đi cho đủ xe. Rồi nhóm bóng cũng chưa đủ xe nữa, nhắn vô nhóm cúng dường thì mấy người lớn tuổi, đa phần lớn tuổi người ta gần Tết lo việc nhà với lại dọn dẹp người ta cũng không đi được, mà mình đi ngay ngày thứ bảy cũng khó. Thì thôi bây giờ tùy duyên thôi, có người cũng nếu mà mình biết được những người nào chưa đi á rồi xong rồi mình báo trước thì cũng có nhiều người muốn đi mà đâu có dám nhận đâu, tại vì xe 30 mình đi 25 thì nó mới thoải mái chứ còn mà ngồi ghế súp là gãy lưng luôn á, đi tới chỗ là 5 tiếng là coi như chịu không nổi. Bây giờ mình đi có 20 người thì thoải mái quá rồi. Thì thôi thì
chuyến này thì con đi con chỉ xin xe thôi, còn mọi cái điều khác là con đãi mọi người đó. Thì cũng nói với sư phụ rồi, mình ghé thầy Tâm Quang mình ăn sáng xong mình đi thẳng ra bến phà luôn ở Tà Đùng, ai chưa đi phà thì cũng được đi phà để cho biết, tuy là không có gì nhưng mà mình đi cho biết đi phà, rồi từ đi phà rồi mình lên trên Tà Đùng, chứ không phải là vô Ông Đông, tại vì có hai điểm lận, một là Tà Đùng, hai là Ông Đông. Thì mình đi ở bên Tà Đùng là có cái cầu kiến, ở bên Ông Đông là không có cầu kiến. Thì mình đi cái điểm Tà Đùng nha. Rồi mọi người ai có ăn bánh tráng thì ăn bánh tráng nè, con mua 25 bịch bánh tráng nè đó. Không hay là một lát ăn sáng xong rồi lên xe rồi ăn bánh tráng nha. Rồi thôi mấy người chuẩn bị, mọi người chuẩn bị đi nha. Rồi 10 phút nữa ơi, nãy giờ chắc còn 5 phút nữa, 5 phút nữa tới chỗ rồi. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Nãy giờ con có ngủ đâu, con đâu ngủ, không ngủ miếng nào hết đó. Rồi sao sương mù không vậy ta? Che mắt cái mái chùa của thầy Quang rồi. Rồi qua đường luôn nha quý vị. Đó, điểm đến đầu tiên của mình là chùa Đăng Pháp. Có bông rồi đó, có bông rồi đó. Nhà đồng viên, Tết đồng viên. Sao vô được? Lại không? Lại thầy luôn. Rồi, chuẩn bị xuống ra. Mở cửa đây. Rồi, cảm ơn chú Bình nha. Rồi, sách xuống luôn, sách hết xuống luôn nha. Mọi người. Rồi, chào thầy chú Trì. Trời Tâm Quang. Chào mấy cái kia nó. Mở cái cốp ra để lấy cái đồ thầy xuống. Cho mấy chú phụ lấy để ông bền ông chú mà không mở bằng cái này nè thầy, quay qua coi có không. Phá rồi. Thôi vậy phá rồi, để thầy để thầy ban đó mấy cái đó cái này nè. Cờ nè, với lại cái bao chùm á, rồi ba cái này. Không, từ cái này nặng lắm, lực nó nặng. Mà mấy chú à, chú ginh hai người một cái vô đi. Vô cái này đi. Nè, chú Hiếu vô nữa à. Đó ba cái hùng này nè. Đó ba cái hùng này là của bên chùa thầy nè, bên Đăng Pháp nè. Ba cái, rồi cái nữa, cái bự. Rồi cái bự nữa là đủ rồi. Rồi đóng cốp lại luôn chút. Rồi. Vô rồi chuẩn bị rồi ăn sáng rồi luôn. Oh.
Đó, lại chi nhánh Hải Quan nhờ dùng bữa sáng rồi bây giờ Hải Quan có tặng tặng quà Tết luôn nè, tặng quà sớm luôn. Hai thư ký của Hải Quan thì giả, cái lộn thì thiệt. Đó, có bao lì xì luôn nè. Nói không có giả quan đâu, cái bạn có giả quan. Vô lấy quà luôn kìa. Lấy quà kìa mấy các bạn ơi. Vô đi, vô lấy quà nè. Giờ đứa nào bốc thơm đồng, cống câu nào đọc câu đó nha. Rồi đọc câu đó, phải đọc lớn. Nó nói mạnh nhiều quá. Giờ kinh Pháp Cú. Rồi, đọc xong thì giải nghĩa luôn rồi. Đọc xong giải nghĩa luôn, ngày đọc xong ngày giải nghĩa 423 câu kệ Pháp Cú luôn. Đâu câu ở trong trong bao hư á chứ đâu phải là ở ngoài đâu. Trong bao hư á, trong bao hư có cái câu. Giấy màu vàng kìa, kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú rồi, rồi đâu ai đọc lớn anh coi. Rồi đọc đi. Không, bây giờ người nào mà có cái câu không bao lâu hơn này sẽ nằm dài trên đất có không? Có ai có câu này không? À, bây giờ không? Có người nào có cái câu đó không? À, không bao lâu hơn này sẽ nằm dài trên đất có không? Người trị sĩ dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người mọc người thợ mọc uống rổ, bậc trí nhiếp tự thân. Rồi, ông cú có đài câu mấy không? Không có đài, đài đó. Ông cú rồi, người có một câu ha. Rồi, đọc coi. Đọc coi. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thọ tên làm tên. Đó, rồi. Vậy là được rồi nha, vậy nha. Đó, bây giờ mình phải bắt chước thầy Quang mình làm cái này đó. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm tránh hướng làm được, làm được tốt đẹp hơn. À, tâm hướng tránh chứ tránh hướng gì đúng không tâm mọi người ta đổ mình đi công phu. Đó, tỉnh thức là mọi người người ta mê, ta si mê theo ngũ dục lục trần, còn mình phải tỉnh thức lại. Đấy. Đó, thấy không? Thấy vậy là thấy là giải nghĩa không? Thấy là giải nghĩa đúng chất luôn. Giống nhau luôn hả? Rồi vậy giống như vậy. Rồi. Cái này là thầy phải làm ha, 423 câu chứ. Cái lóc này giống nhau, cái lóc kia kìa. À vậy, ủa lóc này giống nhau. Rồi khác nè, khác nè. À. Rồi để con đọc lên nha. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh vật. Nhớ nha. Chị gặp là xá lại hoài luôn. Là có phước à. À. Đọc đi. Không bao lâu nữa thân này sẽ được chơi. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc phụ nhân. Đó, kêu chú đọc rồi để chú nhớ luôn á. Chứ đây không, tụi con giống nhau. Giống nhau hả? Rồi thôi vậy, cảm ơn thầy nha. Mấy anh em cũng chuẩn bị nha, chuẩn bị mình lên đường luôn. Rồi lên xe đi mọi người. À, khoảng chừng 4 giờ mấy bắt đầu về á. Rồi lên đi. Rồi lên đường luôn chú bạn ơi. Chú lại đi remix. À,
bây giờ phát ơi, phát nước rồi, phát bánh tráng luôn, mọi người bịch luôn. Chưa có con một bịch nha, con một bịch nhưng mà lấy xa tới ra, con ăn muối thôi. Không bé ơi. Không bé. Không bé ơi, bắt ghen ra đi chứ. Rồi, hô luôn. Rồi, dạ xa. Chú Bình đi nhiều chuyến lắm rồi nên chú thấy hết lạ rồi, vô đi, vô chơi thì đi chụp hình luôn. Dạ không? Dạ. Vô đi chứ. Đó, nó có cái vừa vô có trái tim này kìa. Cho trái tim chụp hình này nè. Rồi. Xong rồi, xuống xe. Mình tranh thủ nha, mình để mình lên mình đi luôn á. Lấy máy gì? Phải có lấy máy chụp hình chứ. Ai chụp thì chụp, còn chắc nhờ Long á. Nhờ Long chụp đi xong rồi gửi vô group hết đi rồi. Hả? Để rồi cái xe luôn nha. À, để rồi xe đi rồi chú Bình chú phá xe lại mà. Đi luôn. Dạ, có ai đi lẹ đi. Đi lẹ rồi xong rồi mình lên hiền đi luôn. Nắng nước lên quá trời luôn. Ờ, nước lên bít cái đường luôn rồi kìa. Vậy lên đi đâu vậy lên? Quá trời luôn. À thôi lên từ. Giống như cá gì gặp nước rồi nhảy xuống liền. Rồi ai đi gì đi lẹ đi nha. Rồi lên thiền á. Tranh thủ ơi. Ở đây đi trễ giờ. Qua bên kia nữa. Hôm nay mình đi trễ giờ. Giờ này là 11 giờ rồi. Đi tầm nửa tiếng hay 45 phút à? Tùy anh thôi. Đi khoảng nửa tiếng cũng được. Chuyến này là mình đi để ra chụp hình thôi. Còn ai không đại ơi?
giờ này 11 giờ rồi, chạy đây qua nội mình chạy từ đây qua bên Ông Đông là mất hết nửa tiếng nữa. 12 giờ vô trong đó, vô phụ chắc 1 giờ luôn. Hôm nay mây trời đẹp nè. Xuống hồ cho biết thôi, chứ nếu mà mình đi lên Tà Đùng mà mình không đi hồ thì cũng kỳ lắm, cũng thiếu. Nhưng mà quan trọng là mình đi xuống dưới á, xuống hồ này chỉ có nước với lại cái đồi thôi à, chứ không có cái gì khác hết á. Đi một ngày cũng vậy thôi, từ đây tới chỗ của mình á là mất nửa ngày đi bằng cái đường này nè. Nhưng mà mình phải quay lại rồi mới lên mũi chụp nha, chứ bây giờ nó chá nắng không chụp được, ngược nắng ngược sáng phải không? Rồi ta quay về rồi mình mới lên, từ đó là mình lên mình quay mình chụp luôn. Làm sao mà làm cái đó mà tủm một cái là không ai vớt được đâu đó nha. Trời ơi, ngồi kẹ thì chéo giò rồi chụp cái rồi lên. Có sửa lưng sửa con cái mà nó quay lại rớt xuống bây giờ. Hả? Ờ gieo có cái đẹp ha. À chụp.
Chưa. Phải làm chứ đi chụp chứng minh nhân dân cho mà xong chưa. Giờ tới rồi nè, tới bến rồi, lên lên rồi mình ra xe luôn nha. Mình quay lại bến chứ không, mình qua bên kia mình ta có gì bơi tắm hay gì ở bên kia chứ không ở đây. Vô tụng kinh này ăn cơm nha. Được không? Được không? Được chứ sao, đúng không chú Bền? Nè nè, chiều nay mình đi đây nè đó, mình đi ở bên Tà Đùng này nè đó, còn mình không có đi bên đây. Bên đây là nó hai bên nó giống nhau, cũng là mô hình đó, mà bên đây có kiểu khác. Ở bên đây là hôm thay Tà Đùng nè, gọi cái chữ nhà chú Đông nè. Chạy hẳn vô rồi quẹo trái là vô tới thất của sư phụ. Một lát á ai uống cà phê gì đó thì kêu xe máy chạy ra đây nè, đó bên Gia Hân á. Đúng rồi, phơi cà phê á. Đỡ cái bây giờ đường này xe chạy vô luôn, chứ hồi đó là đậu xe ngoài đây nè, ngoài lộ á, đi bộ vô. Trời ơi, cái view tuyệt vời dữ hả? Đó, bởi giờ nãy mình đi thiền cho coi nước thôi, rồi mình đi đây là nhìn thấy view. Rồi chiều á, mình rảnh mình đi xuống dưới kia luôn, là thấy cái hồ tắm luôn. Nếu mà có sức á, thì mới đi được. Bên tuổi trẻ không hả? Vậy đi hết luôn đi. Xuống cái dốc này là thêm dốc nữa là tới đó. Bữa bị trượt ở đây nè, giờ làm rồi kìa, bữa xe không lên được luôn, xuống nhau xuống đẩy vì mưa á. Mới đây nè, clip mới đó. Đó cái view đó đó, đó cho làm luôn rồi. Được xuống luôn được không? Xuống nha. Cho làm lại. Ok. Rồi. Chào mấy chú. Chào con. Chào con Hưng. Đó, cái đất từ bên kia là của mình, ba mẫu mà. Đó, tại vì bữa lên không nổi đó, nên giờ có người vô làm rồi. Nó không đi bộ vô sao á, hút trong kia à. Quay nè.
ở chỗ kia có chỗ chụp hình buổi trưa này nè, nó không có bị chói. Rồi mọi người đi lát đi xuống tập trung nha, tập trung để chào chào sư phụ luôn. Đó ai ngủ là mấy con ngủ lại là tối ngủ đây nè nha, ngủ nhà tròi này nè. Rồi rồi tới rồi tới rồi, mình xuống đây rồi tập trung mà. Quy hoạch mà. Đây tôi xây đây. Chỉ có ở hết thôi, nhập hết ở thôi. Xuống đi. Để trong góc này. Trong đây nè. Để vô trong đây nè. À nó bó trên đây mà. Rồi nè, đó mình cứ bỏ cái trước đó cái chỗ đó đi, mình bỏ vòng ở hành lang cũng được mà. Dạ. Ăn cơm trong đây mà. Chào mọi người, chào sư phụ. Đi thiền thôi mà, tại vì nó trễ giờ cũng kẹt. Mình thấy có chuẩn bị ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm xong rồi hát. Lúc mà đi về đi ra trước đông sau. Dạ. Mọi người đó cứ ngồi vô cái bát đi. Dạ. Hoa hồn sư thinh ca mâu ni Phật. Đà Phật hỉnh đại chúng họ trai. A Di Đà Phật.